Lời đầu tiên thì Hoàng xin kính chào toàn thể cô chú bác anh chị em đang xem video nha. Rồi, hôm nay Hoàng tiếp tục bán chiếc xe Venfa lốc trắng chữ công đời 2 lá 3 nha cả nhà. Tình trạng xe này là máy zin, đầu nồi chưa làm nha. Đó, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho cả nhà mình xem rồi mình sẽ vô quay chi tiết ha. Từng món đồ trên xe. Xe này biển số An Giang nha, 67M1. Thì xe này có chứng minh nghe chủ nha. Thì cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn rút hồ sơ sang tên đều ok nha. Mình có hỗ trợ làm hết. Áo này thì nói chung cũng có chày một vài chỗ nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ vô chi tiết những cái chỗ chày cho cả nhà mình xem ha. Trên đầu đèn nè. Nó có sức lâm găm thôi. Đó. Sức nhẹ nha. Hôm nay mình vô khu nghiệp quay cho vắng, nói chuyện cho nó dễ nghe ha cả nhà. Nhiều khi quay ở cửa hàng ồn quá. Mỗi về có chạy ha. Máy móc là ok nha cả nhà. Ốc quán đẹp luôn. Ốc còn mờ mỡ gà nha cả nhà, ốc không có dấu thẹo gì hết nha. Nói chung là máy này là hoàn coi là máy zin, bao zin nha, đầu nồi chưa làm. Đó, gon còn lè còn xanh đẹp nha. Bốn con đẹp nha cả nhà. Nói chung xe này sạch tự nhiên. Máy thì khỏi bàn, máy chạy bao ấm. Gần tùy thì thầm luôn cả nhà. Bồ đẹp. Bồ nổ rất là giòn luôn ha. Ốc bán theo xe hết nha cả nhà. Ốc bán cầm đồ theo xe hết. Cái má đầm sau nó có bông sơn một chỗ đó ha. Xăng zin nha cả nhà. Xe đang nổ máy. Nồi zin luôn nha, đầu nồi chưa làm. Nồi chả đàng hoàng, nói chung là máy là hoàng bao, đầu nồi chưa làm. Full chức năng đầy đủ nha. Rồi để mình tắt máy ha. Chị cứ vậy nha. Áo thì cũng có chạy nha cả nhà. Đó. Đây, bẩn nó cũng có chạy ha. Nói chung chạy sức nhẹ ha cả nhà. Nó không đến đổi. Mỗi về cũng đi nè, mỗi về cũng có chạy nè. Không có bể nha, chỉ chạy thôi. Đó, cánh bẩn đây cũng vậy ha. Nói chung xe cũ thì cũng khó tránh tình trạng là mấy vấn đề này ha cả nhà. Chạy sức là chuyện bình thường. Cột này là ba bạc zin nè cả nhà. Cặp phục trước bạc zin còn đẹp nha. Đó, chưa dặm cốt nha. Ốc bán theo xe hết nha. Má thắng đầm đồ là bạc zin hết. Dành không có bột lũng nha, dành Goxi, dành hãng luôn.
Ruột bên đây cũng đẹp ha, có nổ một vài chỗ bông hơi. Ruột này nước sân ghiên hết, chưa dặm cốt. Đồng hồ kim ghiên còn hết nha cả nhà. Kim xăng, kim km đầu còn ha, cầm ghiên đồ luôn. Yên thì cũng yên ghiên luôn nè. 203 nha. Có lập da mới thôi. Đế với mút ghiên. Thùng xăng lớn nước xăng ghiên ha, còn ha. Sườn cũng còn khá nha cả nhà. Nói chung là nó không có một lũng nha. Nó có quan sát mấy chỗ thôi, nói chung là cái chuyện đó bình thường. Phục sao là phục khu cho một hãng nha. Phục khu một thì cũng có nhái lô nha, nó cái chân này ha, gói đóng rồi. Phục hãng, phục khu một hãng này đi ngon hơn cái thằng phục riêng của xe nữa. Nó nhúng ngon hơn. Hợp xích là nước sơn zin hết nha, nó mới có lỗi nè, mấy chỗ lỗi nè. Ốc bán cũng theo xe hết cả nhà. Bất nhầm zin đồ nè ha. Có xua chân zin đồ kìa. Còn cái lốc vô lăng với đu cá thì mình có dặm nha, mình có dặm lại. Tại không gắn bởi vệ lốc nó bị chày nhiều quá, mình dặm lại coi cho nó được mắt ha. Nói chung là bên ngoài thì nó không thua đâu. Nói chung giá nó cũng có mười mấy triệu rồi cả nhà, chưa có 20 nha. Chứ không phải xe cọp mà hai mấy 30 triệu mà đòi hỏi zin 100% mà đẹp thì nó giá nó cao rồi. Đó mình không nói. Gòn chân nè, có bẩn nó hơi phức, máy sạch sẽ tự nhiên. Dành cầm theo xe nha cả nhà, dành sau này cũng vậy, cũng dành Goshi nha, cái chữ nằm bên nào quên. Dựng ngay chỗ này nó hơi thấp. Đây. Nhìn trước nhìn sau cũng Goshi ha, cầm thì cầm chì hết nha, cầm còn đẹp đầm rồi là nước sơn zin, gấp nước sơn zin hết nha cả nhà, gấp không có một lũng gì nha, nó chạy đóng dần 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 đất cát dơ lên thôi. Quên pha lóc trắng chữ công đời 203, biển số An Giang, xe chính chủ nha, có chứng minh ngay chủ. 89461 thuộc quyền Thoại Sơn. Máy móc thì thầm, đầu nồi chưa làm. Chá đèn zin đồ còn đẹp. Đó. Chỉ có dặm lốc vô lăng với lốc nồi nha. Đó, máy này. Cái thằng lốc trắng chữ công mà cái miếng này mới đúng của nó nha, chứ còn miếng bằng thì của thằng rời chữ ngang. Ốc bán còn đẹp nha cả nhà, gòn bên trong nhìn mắt thường ngoài thì nhìn thấy nó rõ, dễ nhìn hơn. Nói chung là máy là bao zin cho cả nhà luôn. Bán thì nói chung cũng còn khá được, bô còn đẹp, không có một lũng gì nha, bô nổ hay cả nhà, chỉ sức hơi thôi, bô không có ra khói nha, xe máy chắc lắm.
áo ghim, tem ghim nghe cả nhà. Cảng ghim. Có ổ phá thì ổ phá thay rồi nha cả nhà. Ổ phá rồi có thay chì chế khế nha. Máy nổ gần về thì thầm luôn. Rồi thì mình tắt máy cái nha. Sớm giờ Hoàng cũng quay chi tiết cái chiếc xe Wenfa lốc trắng chữ công đời 2003 ha. Tình trạng là máy zin, đầu nồi chưa làm. Chỉ có cặp lốc vô lăng với lốc nồi là mình có dặm. Đó, còn phuộc trước chứ đầm má thắng này kia đồ hợp xích gấp rồi bánh sau cũng vậy ha. Nước sơn zin hết. Thì sớm giờ mình quay qua đâu cũng bả cho cả nhà cái đó hết rồi ha. Những chỗ mà bị lỗi chạy xước này kia đó. Dành trước dành sau thì cũng là dành Goshi ha, câm chì hết. Ốc bán theo xe còn khá. Thì giá bán thì nói chung chưa có 20 triệu nghe cả nhà. Đó. Thì còn muốn sang tên gốc hồ sơ thì anh cả nhà mình đến xem xe trực tiếp và thương lượng giá cả nha. Thì số điện thoại của Hoàng là 0974735753, cửa hàng của Hoàng thì nằm gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ha, có hỗ trợ trả góp luôn. Cô chú bác anh chị em nào mà ở gần thì mình đến xe trực tiếp ha, còn muốn trả góp thì mình cũng đến trực tiếp mà mình lên hồ sơ ha. Thì hình thức trả góp thì mình trả góp qua ngân hàng nha cả nhà. Đó. Ngân hàng dắt lãi thì sức thì không 2,85% nha. Rồi cuối video thì Hoàng xin chúc cả nhà mình có một ngày vui vẻ, hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.